Ok và hello xin chào mọi người, chào một ngày đến với Canteen Love Love. Thì hôm nay mình sẽ dắt các bạn cái hấp ưu khu trên MC và trên thoại trên phần tổ sớt bài 2 minh lý tế phía đất cho mình hiểu nhé. Trước mặt clip đừng quên để lại cho việc like và share, nhấn vào cái chuông để thông báo cho kênh của mình nhé. Thì bạn nào có nhu cầu mua ạc cú phư dễ để hẳn xong nhật xin bài chuyện qua dễ trong mô tả đặt game. Thì lên tất cả script và lên tải các bạn mình để trong mô tả mọi người bỏ ra 1-2 phút và đất nền ủng hộ mặt ha. Ok không dài dòng nữa, bây giờ chúng ta xem qua điểm bằng của script về ha. Thì đầu tiên thì cái phần đầu tiên thì có các bạn đây còn đâu ghê khá dễ thương đúng không? Thì chung này cũng đỡ. Thế thì các bạn sẽ ra phần main là put sàm một số riff phun nếm nghe cho các bạn ha. Thì các bạn có thể chọn tốc độ đánh này, đánh thường là đánh rất nhanh này. Đấy, rồi các bạn có thể chọn vũ khí là kiếm hoặc là so. Thì mình sẽ chọn nhà melee ha. Đấy, thì mọi người sẽ bật cái công độ lên mà nó sẽ teleport những cái đảo các bạn cần farm ấy, để nó sẽ auto farm level cho các bạn ha. Đấy, thế ở đây là nó có auto farm candy là nó chỉ farm mà khi các bạn đã max level rồi ha. Đấy thì nó có nhập rung, nhập rung bay, nhập rung vào khi có vật phẩm cũng là khi có bắt chà rít đấy. Đây là nhập hết code và feedback để các bạn nào mà yêu ha. Thì ở đây nó có cả cái xương này, và cái category và tự động trường hợp category nhé. Ở đây thì nó farm tất cả các nguyên liệu cho các bạn luôn. Và đây là định vị đào cái xương này. Các bạn bật lên và khi nào có đào cái xương này này nó sẽ hiện. Thì rồi không có thì nó sẽ không hiện ha. Khi nào nó có đào cái xương này thì các bạn sẽ bật cái di chuyển này cào cái xương này thì nó sẽ teleport đến như nào các bạn luôn. Và nó sẽ auto nhặt cái hồn cá cho các bạn ha. Hay gọi là cái Azure Ember ấy. Ở đây thì nó có cả kiêu cá mập này, kiêu piranha, rồi đàn thuyền ma nữa ha. Đấy, đây là một stream mà phương gần như là thần mình thấy là full thần map right mà nó lại for free nữa nhé. Đây thì nó có bay nạp bí ẩn này, auto chéo đá bí ẩn này, rồi auto nhập trên bàn răng ha. Rồi các bạn khi nào mà đến cái đá bí ẩn và tồi quá ấy, các bạn bật cái bay đến với chỗ ôn cao nhất thì nó sẽ tự bay lên các bạn luôn, các bạn đâu phải bay, đâu phải nói chung là đều khó chịu ấy. Thế thì nó có lấy Zama này, để Tosita, rồi là thắp cái đuốc lấy Tosita và khi các bạn lười quá giống như mình mà cũng lười lắm. Thế hậu ở đây nó có auto lấy auto đi ve lửa này, ve băng, rồi là ve cát, rồi ve đâu ve phong ninh nữa ha. Đấy thì nó có auto đánh mỗi chip và đánh bắt lò để các bạn lấy cái chip để úp tầm phê úp tầm bằng xe bắc quá ha. Thế ở phần Resin 4 thì nó có auto hoàn toàn độc quỷ động người này, tự động hoàn toàn tất cả các ai này, rồi cài về mặt tộc lại cho các bạn ha. Đấy. Thì phần xuất tinh thì nó có một cái khẩu lung đơn tết thôi. Và các bạn để vào cái phần xuất tinh để rất tân cái chiêu mà khi các bạn cài điểm Master V của súng hoặc kiếm á. Ok. Ok thì đây là điện đoàn 59 ship. Nếu bạn thấy hay thì quên để lại cho like và share đến cái chuông thông báo kết quả nhé. Thì bạn nào có nhu cầu vui ra này xong nhà xíu vai chồng con nên sẽ cho mô tả lận game. Ok thì tạm biệt mọi người.